Hồi nãy con nguyên một cái bà đó bà ngồi đây nè, tóc tai đi dài thòn lòn, mặt mày thì máu me cơ mà. Đã vậy bà còn nói tôi giao ăn hiếp con bà nữa. Rồi ạ, tên lục quỷ mà lại sợ ma. Ông tin ông quả ông coi đi, ông đãi cho quần tôi làm con không á. Dạ thưa bà, con là Tâm Quỷ. Hồi đó giờ có nói dốc cho mọi người vui thôi chứ chưa có hại ai bao giờ. Nãy con thắp ba nén nhang ra mắt bà, xin bà cho con tá túc ở đây một thời gian. Con hứa là không có làm phiền ai hết. Bà im lặng là đồng ý rồi nha. Tâm Linh không có đùa được đâu.